ơi, chị tên gì? Dạ chào chị, em tên là Nguyễn Thị Hoàng Liên. Chị xinh đẹp quá. Thank you chị. Liên cho Linh được hỏi thăm là mình học ở đây á, mình cảm giác như thế nào? Trước mắt thì là cái môi trường ở đây em thích nó rất là thoáng, đẹp và cái bài trí nhìn nó sang trọng. Mới bước vô trường thì em đã thích cái môi trường xung quanh rồi. Sau đó thì cô giáo dạy rất là tận tình, dạ chỉ những cái chi tiết rất là chu đáo và em học được, em dễ nhớ bài lắm. Dạ. Thì hôm nay là ngày của Liên nhận được bằng rồi. Dạ. Thì Liên thi có khó không? Lý thuyết thì như thế nào? Dạ, lý thuyết thì nói chung thi trên máy đối với riêng bản thân em thì em thấy cũng tương đối là ok, cũng không khó lắm tại vì mình cũng chuẩn bị bài là hơi bị kỹ á. Được cái là khi mà em thi thì chỉ có lần đầu tiên thôi, vậy lần đầu tiên thi xong mới 2 ngày sau là có kết quả là em pass. Rồi thi thực hành cũng lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên xong ra là qua sáng hôm sau là em cũng đã có kết quả pass. Nên hôm nay em tới trường là em say thank you, everything thank you, tất cả mọi người ở trường đã ủng hộ cho em. Bạn đạt 95 điểm trên 100, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là bằng học 750 giờ các bạn, chị Liên đã học ở đây. Linh xin gửi lời cảm ơn đến Liên và chúc mừng Liên. Và đây là một cái bước ngoặt mới trong một hành trình sắp tới của mình. Mọi người, em tên là Mimi Bùi. Em thì là người mẹ đã có 2 con rồi. Và cái tình cờ là em được người bạn giới thiệu qua Calibank. Thì em cũng nghĩ là đi học nail để mình làm thêm để kiếm tiền nuôi con thôi. Nhưng mà không ngờ trong quá trình em học 2 tuần thôi em đã double rất là được, là nhờ cô Nguyên. Cảm ơn cô Nguyên rất nhiều đã truyền động lực cho em để em học nghề nail này. Biết không, rất là nhiều câu hỏi thắc mắc cũng như là không thể tin được rằng là một chiếc bằng ở Calibank Việt Nam mà chuyển đổi được qua license ở Washington, mà rất là nhiều người quan tâm và thắc mắc và hoài nghi. Thì thực sự ra đây là 2 trường hợp mà lần thứ 14 và 15 mà Calibank đã đổi được cho các bạn. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là Calibank đã hỗ trợ thành công cho 3 bạn đã chuyển đổi từ Calibank Việt Nam qua đến Mỹ ở Washington của mình. Và sau đó thì các bạn đã chuyển đổi từ Washington về tiểu bang Florida và chuyển đến tiểu bang Texas và North Carolina. Và thực sự đây là một điều rất là đáng mừng, bởi vì sẽ giúp ích được cho các bạn có thể rút ngắn được khoảng thời gian của mình khi mà các bạn học ở Việt Nam và các bạn được chuyển đổi bằng ở Mỹ. Thì quả thực ở Mỹ là thời gian là rất là quý, cho nên là điều này đã rất là giúp ích cho các bạn khi mà đến Mỹ, các bạn sẽ được chuyển đổi. Về thời gian chuyển đổi thì tùy theo cái sự xét duyệt của tiểu bang mà theo từng hồ sơ của các bạn. Có chị thì apply vào đúng trong 1 tuần là các bạn đã có được bằng, đã được chuyển đổi. Có chị thì 2 tuần, có chị thì 1 tháng, có chị thì 2 tháng, có chị 3 tháng và cũng như là có người là 4 tháng. Thì cho nên là cái thời gian xét duyệt sẽ do stable quyết định. Ở Calibank thì không có quyết định được cái việc này. Tuy nhiên thì Calibank ở US thì luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cũng như là hướng dẫn để các bạn có thể apply để mà có được sự chuyển đổi thành công tốt đẹp này. Và thật sự là cho đến giờ là 15 bộ hồ sơ này chuyển đổi là 15 bộ hồ sơ chuyển đổi thành công. Chưa có hồ sơ nào được phải gọi là thi lại cả. Đó cũng là một cái điều rất là đáng mừng. Thì qua đây thì Linh cũng muốn chia sẻ những cái thông tin này đến với các bạn. Nếu như mà các bạn có câu hỏi nào mà cần thắc mắc, hỏi rõ hơn thì các bạn có thể liên hệ đến trường Calibank ở Việt Nam cũng như là Calibank US. Hoặc là các bạn có thể inbox vào trường cũng như là có thể trực tiếp nhắn hoặc là gọi cho Linh ở Mỹ. Và một lần nữa Linh rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng, đã chọn học ở Calibank Việt Nam cũng như là Calibank US. Linh xin chúc các bạn sẽ luôn may mắn và thành công nha.